Trong đoạn video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo những quảng cáo post-up lúc khách hàng thoát ra để xây dựng cái danh sách khách hàng của bạn. Đầu tiên, có thể bạn đang tự hỏi exit post-up là cái quái gì? Vậy nhỉ? Bạn có thể nghĩ rằng không, tôi không muốn dùng những quảng cáo post-up vì chúng gây phiền phức. Dù có, dù không, nếu bạn sử dụng nó sai cách thì thật sự phiền phức, nhưng nếu sử dụng đúng cách, nó sẽ có một kết quả khá là tốt. Những quảng cáo post-up rất đặc biệt, bởi vì nếu bạn dùng đúng cách, khách hàng sẽ đăng ký vào trang của bạn. Và nó có thể nhân đôi danh sách khách hàng của bạn hay thu nhập trong tương lai của bạn lên. Vậy để tôi giải thích nhé, khi khách hàng rời khỏi trang của bạn mà không để lại email, bạn cần mang họ đến một cái cơ hội khác để làm điều này. Nếu không, khi họ rời đi là họ sẽ đi luôn. Họ có thể rời đi mãi mãi, cũng có thể quay lại vào một lúc nào đó, nhưng thường ít khi nào họ quay lại lắm. Nếu bạn thích món quà đó thì hãy tiếp tục ở lại trang này, và nếu không thì bạn có thể rời đi. Đó là một cách để đưa cái post up của bạn. Bạn phải cho khách hàng một quyết định lưỡng lự để rời đi, nhưng nó thật sự là có hiệu quả đấy. Bởi vì nếu một ai đó miễn cưỡng đăng ký sản phẩm của bạn, có thể vì họ không có tiền, bạn có thể mang họ đến một cái cơ hội giảm giá nè, một sản phẩm dùng thử nè, hay một cơ hội cuối cùng để họ không còn sợ đăng ký nữa. Cho nên bạn có thể yên tâm nếu bạn hiểu được tâm lý của khách hàng. Bạn cần hiểu được tâm lý của khách hàng, đó là điều quan trọng. Và nếu họ đăng ký vào danh sách khách hàng của bạn trước khi họ rời đi, bạn sẽ có cơ hội để kết nối với họ cho đến khi nào họ không thích nữa. Và khi bạn có email của họ thì email cho họ liên tục, nhiều người phải qua 10 đến 12 lần họ mới thực sự quan tâm đến sản phẩm của bạn. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để đưa một quảng cáo post up vào trang WordPress của bạn. Bạn cần đăng nhập vào trang WordPress dashboard và một plugin và click vào add new. Đánh vào một tìm kiếm exit post-up, click search plugin. Chúng ta có một số trình duyệt dưới đây, nhưng những phần dưới tôi tìm được thì không thật sự hiệu quả. Chúng ta chọn cái này, click install now, click OK. Đánh vào tên tài khoản và mật khẩu FTP của bạn và click process, click activate plugin. Thế là xong. OK. Trình duyệt plugin nằm ở đây. Nếu bạn click vào site exit manager, chúng ta có thể bắt đầu biên tập nội dung của một quảng cáo post up. Nếu bạn vào một setting, bạn có thể thêm vào đường dẫn URL ở đây. Đường dẫn URL này nên dẫn tới một trang giảm giá, một sản phẩm dùng thử hay đại loại là như vậy. Tôi đưa vào google.com, bạn có thể đưa vào bất cứ cái gì ở đây. Thật sự nếu bạn vào phần overview ở đây, bạn sẽ thấy hãy đưa vào bất cứ chữ nào bạn muốn kêu gọi khách hàng ở đây. Bạn có thể nói như thế này: chờ đã, trước khi bạn rời đi, tôi có một món quà cho bạn mà không thể từ chối được. Hãy nhận lấy sản phẩm này ngay hôm nay với bản dùng thử trong 7 ngày với chỉ $1 mà thôi. Hãy click vào Stay on Pay. Đó là cái cách để kêu gọi hành động khách hàng. Bạn có thể nhấn vào Update Setting. Bạn có thể đổi sang Globally throughout the site and allow shortcuts override. Nếu bạn chọn chức năng này, quảng cáo sẽ xuất hiện trong tất cả các trang của bài viết. Nếu bạn muốn làm trên một bài viết riêng lẻ thì hãy vào phần Overview, trình duyệt có một đoạn mã code ngắn ở đây. Nếu bạn sao chép cái đoạn code ở đầu này, giả sử bạn vào mục Page, click vào Add New. Chỉ cần dán cái đoạn code ở đây.
bạn có thể đưa vào đường dẫn URL của trang bạn, bạn có thể đưa đường dẫn này vào cái trang khác nữa. Ở đây tôi đánh vào google.com, rồi đánh lại nội dung tương tự lúc nãy. Chờ đã, tôi để muốn mang đến cho bạn một sản phẩm X để dùng thử chỉ với $1 click vào booklet. Sau đó click vào view page, bạn sẽ thấy trang như thế này đây. Và nếu tôi muốn thoát ra, tôi sẽ thấy phần post up như thế này đây. Ở đây khách hàng có hai lựa chọn, một là rời khỏi trang, hai là ở lại trang. Nếu họ chọn ở lại trang, họ sẽ đi vào trang của bạn. Như lúc nãy tôi đưa đường dẫn vào là trang google.com, vậy là hoàn tất.